Xe tăng M1 Abrams và Leopard 2 có thể giúp Ukraine giảm bớt thương vong, củng cố phòng tuyến trước Nga hoặc thậm chí mở một đợt phản công mới hay không? 31 chiếc M1 Abrams của Mỹ nhiều khả năng sẽ được chuyển tới Ukraine vào mùa thu năm 2023, trong khi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất có thể được chuyển giao trong vài tháng tới, thời điểm mà giới chuyên gia phương Tây dự đoán Nga sẽ mở đợt tiến công mới. Leopard 2 là mẫu xe tăng chủ lực phổ biến tại châu Âu, trong khi M1 Abrams là khí tài được truyền thông phương Tây hết sức ca ngợi. Hai mẫu xe tăng này dự kiến cung cấp hỏa lực mạnh hơn đáng kể so với các loại xe tăng từ thời Liên Xô mà Ukraine đang có. Hank Goman, giám đốc trung tâm nghiên cứu xung đột và hợp tác thuộc Đại học Rochester, bang New York của Mỹ, nhận định M1 Abrams và Leopard 2 sẽ rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine trong giai đoạn hiện tại của chiến sự, khi tình hình chiến trường miền Đông rơi vào bế tắc. Ukraine đang gặp bất lợi về số lượng. Nga có nhiều quân hơn, nhiều khí tài hơn, nhưng xe tăng phương Tây có thể tạo ra khác biệt lớn. Đức xuất xưởng chiếc Leopard 2 đầu tiên vào năm 1979 là loại xe tăng chủ lực thế hệ thứ 3 của nước này. Thay thế mẫu Leopard thế hệ thứ nhất, xe tăng Leopard 2 hiện có 4 biến thể A4, A5, A6 và A7. Ukraine dự kiến nhận biến thể A6, mẫu xe tăng đang được biên chế trong quân đội khoảng 18 quốc gia với 2.000 chiếc đã xuất xưởng trong những năm qua. Xe tăng Leopard 2 có kíp lái 4 người nặng 62 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h, được trang bị pháo 120 ly và súng máy 7,62 ly. Ngoài ra, Ukraine sẽ nhận biến thể M1A2 Abrams, mẫu xe tăng có thông số kỹ thuật gần tương tự Leopard 2. Tuy nhiên, xe tăng Mỹ có động cơ tuông bin khí và thường dùng xăng dành cho máy bay phản lực, trong khi Leopard 2 sử dụng động cơ diesel. Các nước châu Âu đang lên kế hoạch tặng xe Leopard 2 trong biên chế cho Ukraine. Kiev có thể nhận 88 chiếc Leopard 2, tương đương 2 tiểu đoàn. Hiện chưa rõ thời điểm Ukraine sẽ nhận xe tăng M1 Abrams. Xe tăng phương Tây sẽ tới Ukraine vào thời điểm quan trọng, khi Kiev đang chuẩn bị đối phó với đợt tấn công tiềm tàng của Nga, cũng như lên kế hoạch mở chiến dịch phản công tiếp theo. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng xe tăng Leopard 2 và M1 Abrams sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho quân đội Ukraine trong chiến sự ở vùng Donbass, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh đẫm máu, cũng như khu vực Đông Nam Zaporizhia. John Hub, giám đốc phụ trách các vấn đề Á-Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương, Viện Nghiên cứu có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, đánh giá xe tăng phương Tây sẽ giúp Ukraine bảo vệ phòng tuyến trước những đợt tấn công liên tục với quân số áp đảo của Nga. Lớp giáp dày và hỏa lực mạnh mẽ của hai mẫu xe tăng này sẽ giúp Ukraine giảm bớt thương vong tại chiến trường. Ông Hub nói, chúng sẽ trở nên vô giá nếu Nga mở đợt tiến công lớn từ Belarus hoặc những khu vực khác trong năm nay, điều mà các cơ quan tình báo Ukraine đã dự đoán. Nếu xe tăng tới Ukraine trong vài tháng tới, chúng có thể được Ukraine triển khai cho đợt phản công mới trên địa hình bằng phẳng ở miền Đông và miền Nam. Giới chuyên gia phương Tây cũng cho rằng xe tăng M1 Abrams và Leopard 2 có thể giúp Ukraine mở chiến dịch nhằm tái kiểm soát Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập từ năm 2014. Ukraine trong nhiều tháng qua đã liên tục yêu cầu phương Tây chuyển xe tăng hạng nặng. Tuy nhiên, Đức chần chừ đáp ứng yêu cầu do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga và tìm cách thuyết phục Mỹ và các đồng minh NATO khác cùng thực hiện động thái này để chia sẻ rủi ro. Cuộc tranh luận về xe tăng đã trở nên sôi nổi hơn sau khi Anh thông báo chuyển một số xe tăng chủ lực Challenger 2 cho Ukraine, gây áp lực buộc Đức và Mỹ phải làm theo. Khi đó, Đức tuyên bố không đi một mình trong viện trợ xe tăng Leopard 2, còn Mỹ thông báo không chuyển M1 Abrams cho Ukraine vì lo ngại khó bảo dưỡng trên chiến trường. Tuy nhiên, trong tuần trước, Mỹ và Đức đã thay đổi quan điểm và quyết định chuyển xe tăng cho Ukraine, đánh dấu bước ngoặt mới trên chiến trường. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, quyết định này được đưa ra dựa trên nỗ lực cam kết của nhiều quốc gia nhằm giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ quốc gia nào dùng vũ lực giành lãnh thổ của nước khác. Trước tình thế Ukraine được phương Tây trang bị vũ khí hạng nặng, nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực, Nga có thể đối phó với xe tăng phương Tây như thế nào? Tấn công phủ đầu để giành lấy lợi thế hay gia cố phòng thủ dọc chiến tuyến trước khi Ukraine nhận xe tăng phương Tây là những phương án được nêu ra.
Dù các xe tăng phương Tây như Challenger 2 của Anh, Leopard 2 của Đức hay M1 Abrams của Mỹ có thể giúp Ukraine đáng kể trong cuộc xung đột, quân đội Nga có thể sẽ không phải chạm trán với chúng trước mùa xuân. Các lực lượng Ukraine trước tiên phải học cách vận hành những thiết bị phức tạp này, sau đó trải qua quá trình huấn luyện sử dụng theo đội hình phối hợp với bộ binh. Trong lúc đó, các chỉ huy Nga sẽ cố gắng đoán xem Ukraine có thể sử dụng vũ khí mới ở đâu và như thế nào, đồng thời đánh giá cách phản ứng tốt nhất. Mặt khác, Moscow cũng cần quyết định làm thế nào để cân bằng giữa các biện pháp phòng thủ, tấn công và nên đánh phủ đầu hay chờ đợi một chiến dịch phản công lớn từ Ukraine được dự đoán diễn ra vào mùa xuân. Trung tướng quân đội Mỹ đang nghỉ hưu Stephen Tweedy nói, rõ ràng là người Nga sẽ nhắm mục tiêu vào xe tăng. Ông dự đoán nếu Ukraine có thể huy động đủ số lượng vũ khí mới, quân đội Nga không thể ngăn chặn chúng. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu đầy thách thức. Ukraine hiện có hàng trăm xe tăng do Liên Xô thiết kế từ kho vũ khí của chính họ, dù các đồng minh cũ thuộc Hiệp ước Warsaw cung cấp hay những chiếc thu được từ quân đội Nga. Dù vậy, số lượng của chúng vẫn nhỏ hơn so với kho xe tăng loại tương tự của Nga. Xe tăng là vũ khí mạnh mẽ nhờ tính cơ động, khả năng bảo vệ và khả năng sát thương cao. Chúng phát huy hiệu quả tốt nhất trong tác chiến phối hợp, kết hợp với nhiều hệ thống trên bộ và trên không. Quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện ở các nước Tây Âu để có thể thành thạo các kỹ năng tác chiến, nhưng điều này và quá trình này đòi hỏi phải có thời gian. Nga nhờ vậy sẽ có thời gian để điều chỉnh và thích nghi. Các bước chuẩn bị có thể rất đa dạng, từ tăng cường phòng thủ vật lý bằng hàng rào, chiến hào đến củng cố đội hình xe tăng của mình và tấn công phủ đầu những vị trí của quân đội Ukraine. Về chất lượng, xe tăng Nga không vượt trội so với các mẫu phương Tây, nhưng Moscow lại chiếm ưu thế về số lượng, có khả năng lên tới hàng nghìn chiếc. Nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, Uran và Gonzavod, cũng đang tăng cường sản xuất. Dara Masikot, chuyên gia từ Tổ chức Nghiên cứu Toàn cầu RAND Corporation có trụ sở tại California, Mỹ, nhận xét tương quan về số lượng đang nghiêng về phía Nga. Ông Mikhail Barabanov, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích và Công nghệ Chiến lược có trụ sở tại Moscow nhận định, số lượng ít ỏi xe tăng Abrams sẽ không thể thay đổi đáng kể cục diện trên chiến trường ở Ukraine. Ông nói, mục đích của việc phương Tây cung cấp vũ khí với số lượng hạn chế cho Ukraine không phải nhằm đem đến một chiến thắng quyết định, mà chủ yếu nhằm làm hao mòn lực lượng Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng xe tăng phương Tây có nhiều vũ khí hiện đại với hỏa lực vượt trội, khiến Nga có thể gặp bất lợi nếu giao chiến ở khoảng cách xa. Xe tăng phương Tây cũng có khả năng nhắm mục tiêu chính xác với tầm nhìn ban đêm tốt, giúp phát hiện ra đối phương trước khi bị phát hiện. Ed Arnold, nhà nghiên cứu tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho hay, thông thường trong một trận giao chiến giữa xe tăng với xe tăng, bên nào bắn trước, bên đó sẽ chiến thắng. Nga đã mất một số lượng lớn xe tăng từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, theo Masikot, Nga vẫn còn nhiều xe tăng có khả năng hoạt động. Trên thực tế, trở ngại lớn với Nga nằm ở nguồn nhân lực. Vấn đề của Nga là không đủ kíp lái được đào tạo bài bản vì họ đã mất quá nhiều người từ ngày đầu xung đột bùng phát đến nay. Nga đang huấn luyện một phần đáng kể trong 300.000 binh sĩ được huy động hồi cuối tháng 9 năm 2022, nhưng không rõ có bao nhiêu người được đào tạo tác chiến với xe tăng. Nếu Nga triển khai thêm xe tăng, họ sẽ phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để sử dụng hiệu quả. Moscow có thể giữ chúng lại để chờ đối phó với những xe tăng tiếp viện mới của phương Tây cho Ukraine, hoặc có thể chọn hành động sớm hơn trước khi xe tăng phương Tây sẵn sàng hành động. Các kênh mạng xã hội Nga những ngày gần đây nghiêng nhiều hơn về phương án hành động nhanh chóng để tấn công phủ đầu Ukraine trước khi họ nhận xe tăng. Tuy nhiên, Nga cũng đang gặp khó khăn trong nỗ lực giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược từ quân đội Ukraine. Vì thế, khả năng họ đạt được những chiến thắng nhanh chóng là điều khó chắc chắn. Arnold nói, Nga mới chỉ đạt được một số thắng lợi với cái giá phải trả tương đối lớn và chủ yếu sử dụng lực lượng bộ binh. Một cuộc tấn công phức tạp hơn sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực và quá trình huấn luyện dài hơn. Nếu người Nga dồn lực chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công và thất bại, điều đó sẽ khiến hoạt động phòng thủ trở nên khó khăn hơn và họ dễ bị thất thế nếu Ukraine phản công. Còn tướng Mỹ Tweedy nói rằng, các lực lượng Ukraine cho đến nay đã thể hiện có ý chí chiến đấu tốt, dù được trang bị tối thiểu. Giờ đây, với những thiết bị hiện đại, họ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Những gì họ cần là hỏa lực chiến đấu áp đảo để tạo ra khác biệt trên chiến trường. Dù vậy, lực lượng Nga cũng có thể lựa chọn phương án cải thiện vị trí phòng thủ của họ thay vì tấn công,
tăng cường gài mìn, đào hào hay bố trí chướng ngại vật dọc chiến tuyến nhằm cản trở xe tăng của Ukraine. Một lựa chọn khác cho Moscow là tiếp tục theo đuổi những kế hoạch trước đó. Các chiến thuật của Nga thay đổi rất ít xuyên suốt cuộc xung đột, trong khi Ukraine liên tục vận dụng những cách tiếp cận chiến đấu mới. Chiến lược của Nga chủ yếu dựa vào những trận địa pháo lớn và bộ binh, dù đôi khi hao tổn lực lượng và đạn dược. Sau khi Ukraine bắt đầu phản công các mục tiêu của Nga từ mùa hè năm 2022 bằng vũ khí chính xác, trong đó có pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp, Moscow đã điều chỉnh bằng cách di chuyển một số căn cứ và kho dự trữ ra khỏi tầm hỏa lực của Kiev. Nhưng theo các quan chức quân sự phương Tây, Nga vẫn có ít thay đổi trong chiến thuật. Johann Michel, nhà phân tích quốc phòng quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Anh đánh giá, người Nga dường như không quá coi trọng việc phương Tây chuyển giao xe tăng cho Ukraine. Ông cho rằng những bình luận mà Nga đưa ra hạ thấp mức độ đe dọa của xe tăng phương Tây có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow không thay đổi chiến lược của mình. Ông lưu ý thêm rằng các quyết định của Nga liên quan đến chiến thuật chiến trường cũng có thể bị tác động bởi những yếu tố khác không liên quan đến xe tăng phương Tây mà người bên ngoài vẫn chưa biết. Ông lưu ý, phương Tây có xu hướng tin rằng mọi thứ Nga thực hiện đều nhằm phản ứng lại những gì phương Tây làm, nhưng chúng ta không phải là yếu tố cân nhắc duy nhất, thậm chí không phải là yếu tố đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.